Ê, đi làm hay đi chơi đi trễ hoài vậy? Chị thôi em không lấy đâu. Cầm lấy đi, cầm lấy về sửa xe. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị. Chị không muốn thấy em đi làm trễ nữa đâu nha. Dạ chị yên tâm đi. Thì vì sao em không đi trễ đâu. Cảm ơn chị nhiều. Không cảm ơn á, cảm ơn Nam nữa. Của nó ít còn nhiêu là của chị. Hình như là nó bị hư xe mà em còn có mấy triệu à. À chị gửi nó em mày. Sao em không được? Em sợ nó ngại, nó không lấy. Ừ vậy thôi đưa chị đi, rồi chị bù thêm mớ nữa đưa cho nó. Dạ. Chứ em thấy nó để nó chạy hoài không có được. Vậy á hả? Ừ. Chắc cũng đang khó khăn á.